tất cả có giá 5 đô la. Cảm ơn, ghé nữa nha. Sắp đến lần mình rồi mẹ ơi. Tiếp theo, bạn muốn mua gì nào? Tớ sẽ lấy hết bong bóng. Tuyệt quá đi mất. Tớ mê bong bóng. Giống như phép màu vậy đó. Chào, em muốn mua bong bóng ạ. Hả? Mà chờ một chút. Ủa, đâu mất rồi? Chẳng còn gì cả. Vậy là sao hả chị? Chị xin lỗi nhé, hết hàng rồi. Ồ, không công bằng. Đừng buồn mà bé con. Con có thích cái gì khác không? Từ từ, để mẹ nghĩ. Đúng rồi, mẹ sẽ cần súng bắn keo này. Cái này sẽ giúp con vui hơn đấy. Mẹ sẽ bơ một vòng keo nhỏ lên giấy nướng. Thế này nè. Rồi đợi cho keo cứng lại. Tiếp theo mẹ sẽ cần sơn móng tay. Mẹ sẽ dùng nó để sơn lên keo. Chờ vài phút cho sơn khô nha. Giờ mẹ sẽ dán các vòng tròn lên móng con. Wow, hay quá mẹ ơi. Và mẹ có nước xà phòng nè. Wow, nhiều bong bóng quá mẹ ơi. Ôi trời ơi, búp bê dễ thương xỉu. Cậu may mắn thật, tông đẹp giữ thần. Không sao đâu búp bê, mình làm được mà. Váy mùa Paris đấy. Tớ cũng có búp bê. Cưng ơi, đây đâu phải búp bê, giống đồ phế liệu hơn. Trời ạ, nhìn phèn muốn chết. Tớ mà là cậu ấy thì chẳng dám mang nó ra đường đâu. Nhưng tớ yêu nó, các cậu quá đáng thế. Sao họ lại xấu tính như thế chứ? Chán như con rán. Hay mình mua một con búp bê mới nhỉ? Để kiểm tra lợn đất xem. Chỗ này chưa đủ. Không sao cả, mình còn giấu tiền ở đây nữa nè. Vẫn chưa đủ. Nhưng mình có ý này, mong là hiệu quả. Ai mà cần nụ cười xinh cơ chứ? Lại đây nào tiên răng, lấy răng đi. Mong là có tiền ở dưới gối. Trông xấu rồi. Cả sấp tiền luôn này. Wow, quá trời đồ chơi đẹp. Nhiều thứ cho mình chọn quá. Wow, u là trời. Búp bê đẹp mê mẩn luôn. Ai cũng sẽ phải ghen tị với mình. Về nhà với chị nhé. Cha chị, em thấy búp bê này. Em thấy đẹp quá ạ, em muốn mua. Ok, nhưng em phải trả tiền đấy. Em gửi ạ. Nhóc ơi, cưng cướp ngân hàng à? Nhờ có tiên răng đấy ạ. Vui quá đi mất. Cậu ta không được có búp bê xinh hơn của mình. Hôm nay mình vui xỉu luôn. Chúc ngủ ngon, mơ đẹp nhé. Chị sẽ mơ về bé. Chào đàn ấy nhé. Búp bê công nhận đẹp. Nhưng phong cách quá thường. Đổi mới xíu nhé. Hai dã man con ngan, tặc bay khắp nơi luôn ý. Họ không thể lờ đi đâu. Khoan, sao thế này? Mái tóc lộng lẫy của em mất rồi. Thôi tớ đi đây. Không biết Emily bị gì vậy nhỉ? Mình phải làm gì bây giờ? Mình chẳng bao giờ có gì hẳn hoi. Đã đến lúc thực hiện màn lột xác ngoạn mục. Và mình sẽ cần bút 3D. Mình sẽ bắt đầu ở phần ngực của búp bê. Kẻ các đường ngắn thôi. Và hãy tạo các đường sát nhau nhé. Sau đó mình sẽ đổi màu. Mình sẽ vẽ các đường dài bằng nhựa trắng. Các đường cách nhau một khoảng nè. Đây sẽ là chân váy dài. Nhưng không thể quên mái tóc được. Mình sẽ lại dùng bút 3D vẽ các đường xoắn ốc dài màu đen. Cứ tiếp tục cho đến khi hoàn thành mái tóc nha. Wow, trang phục quá đỉnh. Nhìn em sang chảnh lắm đó. Phải đi khoe em ngay mới được. Lần này phải tỏ ra ngầu nhé. Này, tôi có cái này cho các cậu xem nè. Sao lại như thế được? Các cậu, đợi đã. Wow, nhìn danh điệu quá. Thật xuân đẹp xỉu. Nhỏ làm sao hay vậy ta? Chỗ này rất hợp để dàn áp phích nè. Ổn áp đấy. Mình sẽ xếp sẵn mũ tiệc ra. Mong là đủ cho tất cả mọi người. Và giữ một chiếc cho mình. Đeo thử lên nào. Nhìn cưng ghê. Vậy là chuẩn bị xong. Chỉ cần đợi khách đến nữa thôi. Ok, mình hiểu rồi. Lúc trước mình không hiểu. Hả? Đã hết giờ rồi sao? Ngày vui ngắn chẳng tài gang. Lấy cặp để đi về thôi. Mệt ghê cơ. Nhưng đã về nhà rồi. Làm bài tập về nhà luôn nào. Có quá trời bài cần làm. Hả? Sách đâu rồi? Giày của ai vậy trời? Phải giặt giày đi chứ. Để nghĩ xem nào. Tập xong thấy khỏe cả người. Sao mình phải ngồi cạnh cậu ta chứ? Chắc chắn mình cầm nhầm cặp rồi. Suốt ngày cầm nhầm thôi. Tập cho toát mồ hôi nào. Muốn đẹp phải chịu khó. Lấy quần áo ra thay nè. Gì đây? Pop biết sao? Vui quá đi mẹ ơi. Con lại chán rồi. Mẹ ơi, con muốn đồ chơi mới. Hả? Con muốn đồ chơi mới. Ồ, được rồi. Chờ chút, mẹ mang nhiều đồ chơi cho con lắm.
Khoan, đâu hết cả rồi. Thôi xong đời rồi, đừng hoảng hốt, sẽ ổn mà. Đồ chơi. Chuyện gì vậy ạ? Mau đưa cái túi đây, sao cô dám làm thế chứ đồ quái vật. Chỉ là nhầm lẫn thôi, em xin lỗi. Sao chuyện này suốt ngày xảy ra chứ? Mà chờ một chút, mình có cách rồi. Mình sẽ cần puppet unicorn này và đá giả. Mình sẽ đặt đá giả vào các lỗ. Thế này nè. Giờ thì lấy súng bắn keo. Mình sẽ bơm kem kim tuyến vào puppet. Mình sẽ phủ kín các viên đá. Chắc chắn sẽ đẹp lắm cho coi. Gần xong rồi. Giờ thì đợi cho keo khô lại. Mình sẽ gỡ keo ra khỏi puppet. Vậy là có thể thần kỳ tuyệt đẹp cho cặp. Ngồi đâu được ta? Oh, có chỗ kia. Bánh ngọt nhìn ngon hết sảy. Mình xứng đáng được ăn ngon sau cả tuần. Ngon thật đấy. Thôi đi chẳng muộn, để lấy túi đã. Wow, nhìn mà xem. Dừng lại, ngồi đó. Túi của tớ mà. Túi tớ có gắn unicorn kìa. Thấy không, ngay đây này. Bởi vậy nên tớ biết, dễ thương phải không? Wow, đẹp quá đi. Xin lỗi, tớ cầm nhầm. Túi tớ đây cơ. Không có gì đâu mà. Ơn trời mình có chiếc thẻ này. Mình phải vào lớp thôi. Ôi, Matthew kìa. Cậu ấy ở cạnh Wendy. Ước gì người đó là mình. Người đâu đẹp trai quá. Nhìn mà mê. Cứ mơ mộng thôi. Khoan, mình đã có cách rồi. Đã đến lúc trang điểm lột xác. Wow, biết bao nhiêu là quần áo đẹp. Kiểu gì mình cũng tìm thấy đồ đẹp trong này. Tuyệt vời không mặt trời. Bắt đầu từ đâu đây? Ôi, cặp kính này dễ thương ghê. Đeo thử nào. Cặp cũ này mình đeo lâu lắm rồi. Ô kìa, kẹp tóc xinh. Tạo điểm nhấn bling bling cho tóc mình. Chưa gì đã thấy xinh hơn hẳn. Gì nữa? Chào, em cần gì nhỉ? Wow, gu của cưng quá xuất sắc. Đợi chị một lúc nhé. Tổng cộng là 60 đô. Wow, giá tốt ạ. Đợi xíu em lấy tiền. Mình không có nhiều tiền lắm. Ôi không, thế này làm sao trả đủ chứ? Không biết chị có thể giảm giá cho em không? Không, mơ đi. Tháo ra mau. Em rất thích chúng mà. Thì trả tiền mới được chứ. Thôi chim cút dùng đi. Khoan, tệ sợ ghê. Cho em cuốn tạp chí này. Em có thể học vài mẹo thời trang đấy. Chuyện vừa rồi rõ là xấu hổ. Chắc Matthew sẽ chẳng bao giờ để ý đến mình. Cuộc sống thật tàn bạo mà. Nhưng ít ra mình cũng có tạp chí miễn phí. Chờ đã, mình có một đối tượng. Chắc được đó. Mình sẽ đặt giấy nướng phía trên hình cặp kính này. Sau đó lấy súng bắn keo. Mình sẽ vẽ theo viền của gọng kính. Tiếp theo, mình sẽ vẽ càng kính. Hai càng phải giống hệt nhau nhé. Mình đợi cho keo khô lại. Sau đó lấy sơn móng tay nè. Mình sẽ dùng nó để sơn gọng kính. Tạo một lớp phủ sáng bóng luôn. Mình sẽ làm tương tự với càng. Nhưng mà chưa xong đâu nha. Mình sẽ lợp gọng kính lại. Lại cần đến súng bắn keo rồi. Mình sẽ bơm một đốm nhỏ ở trong góc và cắm càng kính vào đó. Làm tương tự với bên kia luôn nè. Vậy là có kính mới. Giờ mình sẽ rắc kim tuyến lên giấy nướng như thế này. Cố gắng tạo thành một đường nhé. Giờ thì phun keo lên phía trên nào. Hãy phun kín phần kim tuyến nha. Rồi lại rắc một lớp nữa. Mình sẽ đặt giấy nướng lên phía trên và chạy bàn là qua đó. Nhấn một xíu cho bẹt xuống. Với phần tiếp theo mình sẽ cần kéo. Mình sẽ cắt keo thành các dải nhỏ. Thế này nè. Mình sẽ gắn nó vào kẹp tóc và kẹp lên đỉnh đầu. Rồi đến mắt kính dễ thương. Mong là Matthew thích nhìn mình thế này. Wow, Emily. Mình thấy thật tự tin và thích diện mạo mới này. Oh, chào Matthew. Chào Emily. Wow, cậu xinh quá. Cậu nghĩ thế thật à? Vậy cậu định làm gì sau khi tan học? Sha la la. Oh, chào Wendy. Oh, xin lỗi. Chào cậu. Cái gì đấy? Oh, đây là iPod của tớ. Tớ thích lắm. Không có chú tớ chẳng biết làm sao cả. Tớ xem được không? Thì ok, nhưng cẩn thận nhé. Đẹp quá đi. Chắc tớ cũng sẽ mua. Chín à? Không. Không thôi đâu, để tớ nhặt. Biết ngay kiểu gì cũng làm rơi mà. Ta-da. Sao thế? Vết nứt vốn đã có sẵn à? Tớ xin lỗi nhé, tớ không cố ý mà. Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ? Đừng khóc mà, khoan đã. Tớ có cách rửa nó rồi. Chẳng mấy chốc hộp đựng sẽ còn đẹp hơn cả lúc trước. Đầu tiên mình cần keo siêu dính. Mình sẽ bóp một đường mỏng trên hộp.
Vậy là được rồi. Giờ mình sẽ cần đến nhíp. Mình sẽ dùng nhíp gắn các viên đá quý lên hộp đựng. Còn nhíp thì khỏi lo keo dính vào tay. Mình sẽ dùng các màu khác nhau và đính đan xen nhiều màu. Cứ thong thả thôi. Mình muốn làm thật cẩn thận, không muốn làm Wendy giận. Ý là giận hơn nữa. Khi đã xong, mình sẽ gắn thêm một hàng. Cứ tiếp tục tạo một đường thẳng tắp nhé. Chiếc hộp sẽ sặc sỡ lấp lánh. Mình sẽ đính như vậy đến tận đáy của chiếc hộp. Sau đó thì làm ở mặt bên. Mình muốn phủ kín cả chiếc hộp. Viên đá cuối cùng. Wow, lung linh quá đi. Cho Wendy xem ngay mới được. Xem tớ có gì nè. Hộp đựng AirPods mới của cậu đấy. Mong là cậu thích nó. Không đời nào. Cậu làm cho tớ hả? Cảm ơn Gina. Mà này, tụi mình cùng nghe nhạc đi. Cầm lấy nè. Không biết bài gì đấy ta. À, tớ thích bài này. Sẵn sàng chưa? Khoan, cho tớ bấm nhé. Đi mà. Đi mà xin gói. Bấm nhỏ. Ok, thì bấm đi. Bấm nè. Ủa, lẽ ra phải có gì đó xảy ra chứ. Ừ, kỳ quá. Tớ sẽ thử lại. Ôi trời. Hay là nó hỏng rồi. Mình có nên về nhà không? Tay nghe. Cảm ơn. Bài này cháy quá. Hoạt động đi nút giờ hơi. Chẳng thua gì. Khoan, cậu lấy tay nghe ở đâu thế? Ơ, Jasmine. Yuhu. Chà, dám bơ mình. Hay là thử cách này xem. Jasmine. La 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 la. Nghiêm túc đấy hả? Đúng rồi. Cách này kiểu gì cũng hiệu quả. Sẽ ổn lắm đây nè. Hả? Kỳ vậy. Cái này bị sao vậy trời? Wow. La 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 la. Sao thế này? Mình không dùng cái này nữa đâu. À, mình nghĩ ra một ý hay rồi. Tôi chỉ mượn thôi mà. Thật đấy. Này, giúp tôi với Jasmine. Thôi quên đi. Vậy, câu chuyện hài hước. Nộp ra đây. Tốt nhất là nộp hết đi. Chị đừng giận nhé. Oh yeah, woohoo. Jasmine, thôi mà. Phải làm sao bây giờ chứ? Mình biết rồi. Ba, 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 ba. Lẽ ra tớ nên nghĩ ra cách này sớm hơn. Tớ sẽ bắt đầu vẽ một hình tròn. Nhưng tớ sẽ để một hình lỗ khóa bên trong. Giờ thì phun kín nó. Tớ chỉ cần tô đúng theo viền. Gần xong rồi. Đó, xong một phần rồi. Tiếp theo tớ cần vẽ các đường thẳng đứng. Không được để trống chỗ nào. Bạn biết không, làm thế này khá thư giãn đó. Tớ cảm thấy căng thẳng như đang tan biến. Ok, sang đến phần tiếp theo. Tớ sẽ vẽ các đường ở phía trên để tạo thành một cái khung. Và làm tương tự với bên kia nữa. Rồi tô kín vào nè. Tớ có thể để tạm cái này sang một bên. Giờ thì đến phần sau. Tớ sẽ vẽ nhiều đường thẳng xếp cạnh nhau. Tớ muốn tạo thành một dải nhựa dài. Thêm một xíu nữa thôi. Hoàn hảo luôn. Lúc nó còn mềm tớ sẽ uốn cong. Rồi gắn các hình tròn vào. Tai nghe của tớ sẽ khít với chỗ trống. Giờ tớ có tai nghe chụp tai rồi nè. Bài này bánh cuốn ghê. Jasmine, nhìn nè. Hả? Wow, tai nghe đẹp thiếu Wendy. Tớ biết, hàng hiếm có một không hai đấy. Nhảy thôi. Chúc ngủ ngon Gina. Hả? Tiếng gì vậy? Có người đi sao? Chắc cậy mình tưởng tượng ra thôi. Nhưng cô nhắm mắt ngủ tiếp. Gì vậy trời? Không thích thế nào? Mau biến đi, lộ mặt đi. Mẹ ơi! Sao thế con yêu? Hình như có quái vật ở trong phòng con. Không sao đâu, làm gì có gì. Có mà, con nghe thấy. Đáng sợ lắm mà. Con rất an toàn mà. À đúng rồi, mẹ sẽ bật điện nhé. Cảm ơn mẹ. Chói quá. Không ngủ nổi. Mẹ đừng đi. Lại sao nữa? Chói quá à. Xin lỗi con yêu. Chờ chút, để mẹ xử đi nhé. Mẹ sẽ cần keo nến này. Vô cùng hữu ích luôn. Con nằm đây chờ mẹ nhé. Mình sẽ dùng khuôn làm đá hình trái tim này. Và bơm keo vào các hình trái tim. Mình sẽ phun đầy từng ô một. Mình muốn phủ kín toàn bộ luôn.
Sau đó thì đợi keo khô lại. Giờ thì đẩy các viên ra. Vì là khuôn silicone nên lấy ra khá dễ dàng. Cảm giác sảng khoái ghê. Rất chi là thư giãn. Mình không cần chiếc khuôn này nữa. Mình cần làm nóng súng bắn keo. Sau đó chọc vòi vào trái tim này. Vậy là tạo được một lỗ. Mình sẽ làm tương tự với mọi trái tim. Cố gắng tạo các lỗ cùng kích thích nhé. Vậy là xong. Giờ mình sẽ cắm các hình trái tim vào bóng đèn trên dây. Vừa như in luôn. Không mất thời gian đâu. Nhưng kết quả thì rất tuyệt vời. Ước gì mình nghĩ ra cách này từ trước. Gina sẽ mê mẩn cho mà xem. Dễ thương quá đi. Xong rồi. Giờ thì bật đèn lên nào. Wow, lấp lánh quá. Trên đèn ngủ xịn sò nhất của đất. Con cảm ơn. Đẹp quá mẹ ơi. Mẹ cũng thấy thế. Thôi con yêu ngủ đi nào. À, dễ chịu ghê. Khoan đã, không. Mình đấu ngón cái đi. Cảnh báo trước nhé, tớ pro lắm. Chơi giỏi ghê. Căng thẳng đó. Bỏ cuộc đi. Wendy đang không nhìn. Cậu ăn dân. Wow, nhìn mà xem. Có chuyện gì vậy? Đây là đâu? Chuyện này là sao? Đừng có nhìn tớ. Nóng dã man. Tớ biết. Khoan đã. Cái gì kia? Có phải bọ cạp không? Kinh. Jasmine, cậu đang làm gì thế? Nó đi đâu rồi? Khó hiểu quá đi. Cậu có thấy ổn không? Tớ chỉ muốn chai nước thôi. Ra cũng được. Nó muốn xỉu. Đựng mồ hôi xem có được đầy cốc không. Thật luôn. Này, vẫn là nước mà. Ôi, tớ bất lịch sự quá. Cậu muốn uống không? Tớ xin. Khát chết đi được. Cái gì kia? Trông lạ quá ha. Tớ chưa bao giờ thấy nó. Cứ tưởng chỉ có trong phim thôi. Wow. Bây giờ mát hơn hẳn. Có dưa hấu mát mọng nước kìa. Đang khát lại vớ được dưa hấu. Thơm ngào ngạt luôn. Trời đất. Thất vọng quá đi mất thôi. Có thấy mát hơn không? Chúng phải làm gì đây? Khoan, tớ có một ý này. Tớ sẽ bắt đầu vẽ hình mặt trăng. Rồi vẽ các đường thẳng vào trong. Tớ sẽ tạo khoảng trống giữa các đường. Giờ thì vẽ màu xanh lá nhạt hơn vào hình cung trăng. Cứ tô mãi xuống dưới. Ok, vậy là đủ. Giờ thì đến màu đỏ. Tớ sẽ vẽ theo viền kia. Nhưng càng xuống dưới, đường càng hẹp lại. Trông nó giống như một miếng dưa hấu. Thấy không? Thêm một số chi tiết nè. Đây là phần rất dễ. Tớ chỉ tạo các hình tròn màu đen. Làm như vậy trên toàn bộ phần đỏ nhé. Ok, tớ cần tạo một lỗ ở đỉnh của hình tam giác. Tớ sẽ làm nhiều lát dưa hấu hơn. Và xếp chồng các lát dưa lên nhau. Sau đó xô một sợi dây nhựa qua lỗ. Giờ thì xiết nó lại. Vậy là có quả rồi. Quá tuyệt vời cho ngày nắng nóng. Wow, quả cho mát cái nào. Có gió mát lạnh. Ôi trời, Jasmine. Tớ rất xin lỗi. Bị lừa nhá. Tớ tìm thấy ở sau tảng đá đấy. Sao cậu lại làm thế? Chẳng vui tí nào. Ít nhất tớ còn có quạt. Rất giả. Chim. Mau phán định đồ thua cuộc. Giỏi lắm thỏ xám. Hả? Cái chân. Nó rơi ra mất rồi. Kệ, chả có gì to tát. Mình còn đầy đồ chơi nữa cơ mà. Chọn gì đấy ta? Này được nè. Không biết cái gì bên trong nhỉ? Wow, quá trời bông luôn. Cứ như một đám mây trắng. Gina, mẹ mang bánh quy cho con này. Gina, con làm gì vậy? Khổ thân chú khủng long. Không. Mình chơi với cá đi mất. Con chào mẹ. Thế này là sao hả? Con phá hỏng hết đồ chơi rồi. Sao lại thế này? Con là quái vật. Đừng khóc nữa. Thôi đừng buồn mà. Cầm lấy. Chờ mẹ một chút nhé. Mẹ sẽ khắc phục chuyện này. Mẹ sẽ vẽ các phiên bản khác nhau của nhân vật này trên tờ giấy. Mẹ dùng bút 3D và bắt tay vào việc thôi.
mình sẽ vẽ theo đường viền. Thế này dễ hơn rất nhiều, lại còn rất vui nữa. Ok, vậy là xong hình đầu tiên. Tiếp theo là vẽ mặt bên này. Lần này mẹ vẫn tô theo đường viền. Chúng ta sang bước tiếp theo thôi. Mẹ cần ghép chúng lại với nhau. Mẹ sẽ ghép hai mảnh đó lại để tạo thành khung. Bây giờ mẹ sẽ dùng bút 3D hoàn thiện nó. Mẹ sẽ vẽ các đường mỏng trên khung. Việc này giống như tô màu cho bức tranh vậy. Mẹ sẽ kẻ các đường thật sát với nhau. Cứ tiếp tục làm như vậy. Bước này vui ghê. Thế này vui hơn đan lát nhiều. Mặc dù nhìn nó không hoàn hảo lắm, nhưng mẹ sẽ phủ càng kín càng tốt. Bước này làm tốt thì bước sau sẽ dễ dàng hơn. Như thế này vẫn chưa xong đâu, phải thêm một chút xíu nữa. Vậy là hoàn thành một mặt rồi. Giờ thì xử lý mặt bên kia thôi nào. Với mặt này, mẹ sẽ làm y chang. Chỉ cần vẽ nhiều đường ngang và dài thôi. Quen tay rồi nên mẹ làm nhanh hơn nhiều đó. Vậy là xong một phần nữa. Giờ thì phun keo vào khớp nối, tạo thành nhiều lớp nha. Sau đó mẹ sẽ vẽ các đường thẳng đứng. Như vậy thì khỏi lo có chỗ nào bị hở. Còn phải tô cả phần tai nữa nè. Ổn áp đấy. Hình dạng của nhân vật dần rõ hơn rồi. Giờ mẹ cần dây nhám. Mẹ sẽ trà dây nhám lên nhựa. Wow, nhìn mà xem. Còn đẹp hơn mẹ tưởng tượng. Giờ thì thêm các chi tiết. Mẹ sẽ tô mắt màu đen. Vẫn dùng bút 3D. Mẹ vẽ thành hình tròn nhỏ. Rồi vẽ mắt bên kia nữa nè. Đổi sang màu đỏ và vẽ má thôi nào. Ước gì mình có thể tự trang điểm giống thế này. Sắc đỏ này sẽ hợp mình lắm. Giờ thì lấy một chiếc bút đen. Mình sẽ dùng màu này tô phần đỉnh của tai. Nhưng nhớ là chỉ một phần nhỏ nhỏ thôi nha. Vẫn còn thiếu một thứ. Cái đuôi. Mẹ sẽ gắn đuôi vào phía sau. Vậy là xong. Xinh xỉu luôn. Gina, lại có cái này cho bé. Thật ạ. Yes. Xem thử đi. Wow, đẹp quá mẹ ơi. Con thích lắm. Con kéo mạnh mà em ấy vẫn nguyên vẹn mới hay. Con còn cắn nữa nè. Con chơi vui vẻ nhé. Chơi với bạn mới nè. Mẹ sẽ đi xem TV. Trang điểm cứ như làm ảo thôi đấy. Không có ai nhỉ? Tuyệt. Chị có quá trời đồ luôn. Bắt đầu từ đâu ta? Có gì hay ho nhất ở đây nào? Yeah. Wow, loại trái cây mình mê nhất quả đất. Eva còn lâu mới biết mình lấy. Wow, xinh xỉu. Thôi đi đời nhà ma rồi. Nghĩ cách nhanh nhanh nào. Không, không được. Thôi khỏi cần. Ủa, cái gì to thế kia? Bingo. Mình sẽ bắt đầu với một đường dài. Tiếp theo là một lớp khác. Rồi một lớp nữa. Không, chưa xong đâu. Cứ tiếp tục cho đến khi nó dày cộp và sạch sỡ. Thì đã xong cả. Bọc một đường màu đỏ cuối cùng. Rồi dùng khuôn cắt bánh quy như thế này. Chỉ cần một mảnh thế thôi. Các mảnh kia cất đi dùng sau. Giờ thì dính cái móc lên trên cùng. Ta-da, xịn sò. Chơi vui nhỉ? Hết vui rồi. Em xem một tí thôi. Không xem nữa. Đồ dở hơi. Ủa, con bé làm vòng cổ cho mình sao? Hình như đúng là làm cho mình rồi. Đẹp tuyệt. Dù con sói có hàm răng sắc nhọn nhưng lại có trái tim ấm áp. Vì vậy công chúa vuốt lông của nó. Nó nằm xuống chân nàng. Và từ đó về sau, họ luôn luôn ở bên nhau. Ôi, con bé ngủ rồi. Đắp chăn cho bé cưng nào. Giờ thì nhẹ nhàng ra khỏi phòng thôi. Ôi không, lớn tiếng quá. Ú, làm ơn đừng thức dậy. Ôi, con bé vẫn ngủ. Ôi sao mình làm gãy búp bê rồi. Nếu biết con bé sẽ buồn lắm. Trời, phải làm sao bây giờ? Ồ, mình có cách rồi. Lại đây búp bê, sửa chữa một chút nào. Đừng làm ta thất vọng nhé búp 3D. Lần này nhất định phải có mày. Mình sẽ vẽ để tạo vảy cá xung quanh, giúp đôi nàng tên cá trông thật hơn. Và đến phần vây ở cuối này.
Màu vàng khá là hợp với màu hồng đó chứ. Nhưng mình sẽ dùng nhiều màu cho thật sặc sỡ. Được rồi, hoàn thiện nốt cái bay nào. Một chút màu vàng ở trên nữa. Và xong. Ồ, búp bê dễ thương thực sự luôn. Chắc con bé sẽ thích búp bê này hơn nữa. Nói thật mình cũng khá tự hào với sự khéo tay này. Mình sẽ để đi để con bé thấy khi thức dậy. Ngủ ngon nha. Lại chuồn khỏi phòng thôi. Con giòi muốn kem cherry. Sẵn sàng. Cố lên. Oh, suýt thắng. Yes, thắng rồi. Tớ được quyền nhấn nút nhé. Trang phục dễ thương quá. Và hoa cũng đẹp dã man. Lại còn thơm nước mũi. Tuyệt quá mèo. Xin chào Wendy. Ôi trời đất, chiếc nhẫn đẹp quá. Jasmine, anh không nhìn thấy em. Ủa anh làm gì vậy? Thật lãng mạn quá. Mấy người đùa tôi hả? Đủ rồi, của tớ. Không, của tớ. Đưa đây cho tớ. Còn lâu. Thật ra tôi quên đi. Dừng lại. Cậu Lâm gãy rồi. Viên kim cương đâu rồi? Sao cậu phải làm thế? Đừng khóc. Đây lẽ ra là ngày hạnh phúc nhất trong đời của tớ chứ. Thôi đừng khóc nữa mà. Biết ngay mà. Thôi xin. Tớ chả bao giờ có gì tốt. Thật không công bằng. Tớ sẽ làm trang sức của riêng mình. Hả? Chờ đã. Biết đâu mình sửa nhẫn được. Mình sẽ bắt đầu bơm keo lên nhẫn. Mình để cho nó hơi cứng lại. Sau đó thì nhúng vào kim tuyến. Cho nhẫn thêm lớp lánh tỏa sáng. Wow, Wendy, tặng cho bố nè. Nhẫn à? Cho tớ. Tất nhiên. Cậu làm tớ hạnh phúc quá. Đẹp quá đi mất. Cho cậu cái này. Wow, cảm ơn. Cậu thấy sao nào? Tớ thích lắm. Cảm ơn cậu nhé. Tụi mình đều xinh. Làm tốt lắm. Chuẩn luôn. Băng giang ngon hết sảy. Đâu rồi ta? Đâu rồi ta? Hay là dưới đống gối này? Cậu đang làm gì thế? Đừng có ném gối vào tớ nữa. Cho tớ xem dưới chân cậu. Chẳng ăn thua gì. Tớ tìm khắp nơi rồi. Thế làm sao hả nàng? Tớ làm mất một bên khuyên tai rồi. Chịu không tìm được. Hả? Chà, cái lá này trông cũng giống đấy. Chờ tớ một chút, tớ có thể giúp cậu đó. Búp ba đê lại tới giải cứu nữa nè. Màu xanh đẹp quá đi. Trông nó lấp lánh kìa. Cả mặt sau của lá nữa. Tôi theo lá thật cũng vui nghe đó. Xong, giờ thì kéo nó ra. Trông gần giống đồ trang sức rồi. Giờ thì gắn móc vào khuyên tai nè. Tốt, sang bên kia nữa. Đeo được rồi này. Xem tớ có gì cho cậu nè. Đeo đi, xinh ghê. Để tớ đeo thử xem sao. Trông ổn không? Xinh. Ôi. Ôi trời đất, dễ thương quá. Trông giống hệt lá thật. Xinh thật đó. Chà, tốt rồi, cậu không phải lo lắng nữa nhé. Cuộc sống có lúc thăng trầm. Nhưng khi bạn có bút 3D và súng bắn keo, sẽ chẳng có gì mà bạn không làm được. Đâu là thủ thuật yêu thích của bạn? Hãy cho chúng tớ biết dưới bình luận nhé. Nhớ chia sẻ video này với bạn bè và đừng quên đăng ký kênh của chúng tớ để xem thêm nhiều video vui nhộn như thế này nhé.